cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là yếu tố then chốt để Hưng Yên đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, gắn với phát triển kinh tế đô thị, phát triển mạnh chuỗi các đô thị có sự kết nối giữa các đô thị trung tâm, đô thị chức năng, đồng thời phát triển các khu đô thị lớn, sinh thái, thông minh và hiện đại. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030, tỉnh cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2037, dấu mốc kỷ niệm 40 năm tái lập tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Hưng Yên đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 60-65% và đến năm 2050 khoảng 80%. Tỉnh quy hoạch 3 đô thị trung tâm gồm thành phố Hưng Yên, đô thị Văn Giang và đô thị Mỹ Hào. Trong đó, thành phố Hưng Yên là đô thị trung tâm của tỉnh và các vùng phía Nam, đóng vai trò trung tâm hành chính chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của tỉnh. Kết nối về phía Bắc với huyện Kim Động, phát triển đô thị sinh thái, du lịch dọc sông Hồng. Kết nối về phía Đông với huyện Tiên Lữ, phát triển dịch vụ, khoa học, đào tạo, trung tâm khởi nghiệp. Đô thị Văn Giang là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, phát triển theo hướng sinh thái, thông minh, hiện đại, khai thác hiệu quả các đường vành đai 3,5, vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Kết nối với khu vực phía Đông và phía Nam của thủ đô Hà Nội và đóng vai trò thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc của tỉnh. Đô thị Mỹ Hào là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, phát triển theo hướng đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở theo hướng thông minh hiện đại, phát triển gắn với hệ thống hạ tầng khung quốc gia trong hành lang công nghiệp đô thị của tỉnh và trục phát triển Bắc Nam phía Đông kết nối Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cử gắn với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là trục liên kết mới phía Đông, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, đầu mối logistics. Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km với tổng vốn đầu tư 31.320 tỷ đồng, bao gồm hơn 25.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay và gần 5.690 tỷ đồng vốn đối ứng, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam. Tuyến cao tốc này kết nối Long An với Đồng Nai thông qua thành phố Hồ Chí Minh, giúp giảm tải lưu lượng giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương. Cầu Bình Khánh, cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành bắc qua sông Xoài Rạp, nối liền huyện Cần Giờ và Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đang dần hoàn thiện. Cầu Bình Khánh được khởi công vào tháng 8 năm 2015 với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng và được thiết kế theo kiểu dây văng hai mặt phẳng. Nhịp chính giữa cầu dài 375 m, đặt trên hai trụ cầu cao 155 m với móng trụ tháp bằng kết cấu cọc ống thép. Khoảng không giữa gầm cầu và mặt nước sông Xoài Rạp cao 55 m, đủ điều kiện để các tàu thuyền trọng tải lớn lưu thông. Ban đầu, cầu Bình Khánh dự kiến hoàn thành sau 47 tháng thi công, nhưng vào cuối năm 2018, công trình buộc phải tạm dừng do vướng mắc về vốn khi khối lượng công việc đạt khoảng 70%. Đến tháng 10 năm 2023, cầu được tái khởi động và hiện đã đạt 82% khối lượng công việc, với các kỹ sư và công nhân đang tập trung vào việc đúc hẫng và lắp đặt dây văng. Dự kiến cầu sẽ được hoàn thiện vào cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 năm 2025. Đoạn đường dẫn lên cầu Bình Khánh phía Nhà Bè nối với Long An đã cơ bản hoàn thành, trong khi đoạn nối phía Cần Giờ cũng đã đạt tiến độ tương tự. Khi cầu Bình Khánh hoàn thiện, toàn bộ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông suốt từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đến hết địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 4851 QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2024 về việc phê duyệt phương án tuyến phạm vi cải tạo nền đường quốc lộ 32 đoạn từ thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì đến cầu Trung Hà. Theo quyết định, phương án tuyến phạm vi cải tạo nền đường quốc lộ 32 đoạn từ thị trấn Tây Đằng đến cầu Trung Hà, huyện Ba Vì, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định. Tuyến đường đi qua các xã Vật Lại, Đồng Thái, Phú Sơn, Thái Hòa và thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.
chiều dài tuyến khoảng 7,4 km. Điểm đầu tại thị trấn Tây Đằng, tiếp giáp ranh giới quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Tây Đằng. Điểm cuối tại nút giao đầu cầu Trung Hà, địa phận huyện Ba Vì. Hướng tuyến được xác định trên cơ sở phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì và cơ bản mở rộng trên cơ sở quốc lộ 32 hiện có. Riêng đoạn tuyến phía Tây Ủy ban Nhân dân xã Thái Hòa, khoảng từ điểm 13 đến điểm 15, chiều dài khoảng 0,5 km, hướng tuyến đường được thiết kế kéo thẳng theo phương vị tim đường của các đoạn tuyến liền kề, đoạn từ điểm 12 đến điểm 13 và đoạn từ điểm 15 đến điểm 16 để đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật tương ứng với cấp hạng tuyến đường. Đây là đường cấp 2 đồng bằng có quy mô mặt cắt ngang điển hình B bằng 35m, gồm lòng đường 2 x 10,5m, 6 làn, trong đó có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Giải phân cách giữa rộng 2m, vỉa hè hai bên rộng 2 x 6m. Thành phần mặt cắt ngang đường sẽ được xác định cụ thể theo dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt. Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch được tổ chức nút giao bằng. Nút giao đầu cầu Trung Hà được nghiên cứu và thực hiện theo dự án riêng. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Quy hoạch, Kiến trúc, kiểm tra, xác nhận hồ sơ, phương án tuyến, phạm vi cải tạo nền đường, tỷ lệ 1/500 phù hợp với nội dung quyết định này, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt. Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch, Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ, phương án tuyến, phạm vi cải tạo nền đường được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, bàn giao hồ sơ cho Ủy ban Nhân dân các xã Vật Lại, Đồng Thái, Phú Sơn, Thái Hòa và Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định, quản lý quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng các công trình dọc hai bên tuyến đường theo dự án đầu tư xây dựng các công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội, khu vực huyện Ba Vì. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Vật Lại, Đồng Thái, Phú Sơn, Thái Hòa và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo phương án tuyến, phạm vi cải tạo nền đường, hành lang an toàn đường bộ và mốc giới được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua Bắc Ninh tại thị xã Thuận Thành. Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh tập trung hoàn thành dứt điểm việc giải phóng mặt bằng để có mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Các đơn vị tích cực di rời các công trình kỹ thuật như cột truyền tải điện, làm việc phối hợp với các địa phương khác để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu. Người đứng đầu chính phủ nêu quan điểm khuyến khích doanh nghiệp địa phương tham gia dự án nhưng phải dưới một nhà thầu chịu trách nhiệm, huy động máy móc, nhân lực để thi công 3K 4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc xuyên Tết và ngày nghỉ. Về phía địa phương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, công đoàn tham gia cùng ban quản lý dự án, nhà thầu dưới sự lãnh đạo của cấp ủy. Quá trình thi công, lực lượng tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng, tiến độ, khẩn trương làm các công tác thành quyết toán. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu rút ngắn tiến độ hơn nữa, đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 phải hoàn thành dự án đoạn qua tỉnh Bắc Ninh. Thủ tướng cho biết, dự án sớm hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, người dân, doanh nghiệp tại Bắc Ninh được hưởng thụ. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải làm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm. Đường vành đai 4 vùng thủ đô thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, kết nối cao tốc Hà Nội, Lào Cai và Nội Bài, Hạ Long. Dự án dài 112,8 km, có tổng mức đầu tư 85.800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6 năm 2023. Mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ 2027. Trong đó, đoạn qua Bắc Ninh có 25,6 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối vành đai 4 với cao tốc Nội Bài – Hạ Long với tổng mức đầu tư 5.270 tỷ đồng. Theo nghị quyết của Quốc hội, Bắc Ninh được giao thực hiện hai dự án thành phần, gồm dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa phận tỉnh Bắc Ninh và dự án thành phần xây dựng đường song hành địa phận tỉnh Bắc Ninh. Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, Bắc Ninh đã bàn giao 364 trên 374 ha, chiếm 97,2% tổng mặt bằng cho chủ đầu tư
còn 2,8% diện tích đất ở dự kiến bàn giao vào cuối tháng 11 năm 2024. Lãnh đạo tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện hoàn thành 11 dự án tái định cư. Trước đó, tại phiên họp thứ 14 ngày 17 tháng 9 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh có khối lượng thi công còn thấp tại các dự án cao tốc, trong đó có Bắc Ninh, phải ra soát lại toàn bộ kế hoạch triển khai. Các tỉnh phải tập trung tháo gỡ về vật liệu xây dựng, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại các khu vực đã có mặt bằng, các hạng mục không bị ảnh hưởng bởi nguồn vật liệu, ra soát năng lực của nhà thầu thi công để kịp thời xử lý theo quy định nếu triển khai chậm tiến độ.